bên nhau và trao cho nhau hạnh phúc. Bao khó khăn nhọc nhằn anh sẽ không ngại ngùng, mình cùng dìu nhau bước trên đường dài. Dù thời gian có sóng gió cuốn lắm trôi mau, thì trong lòng anh vẫn mãi yêu một mình em thôi. Sẽ không để em phải buồn phiền, sẽ không để em phải cô đơn như đôi uyên ương huyền thoại. Để tình ta đẹp như mây cao sông mãi anh chẳng sao, cùng nhau ta sẽ cố gắng đắp xây tương lai. Anh và em luôn kề bên, sẽ mãi không rời xa. Dù thời gian có sóng gió cuốn lắm trôi mau, thì trong lòng anh vẫn mãi yêu một mình em thôi. Sẽ không để em phải buồn phiền, sẽ không để em phải cô đơn như đôi uyên ương huyền thoại. Để tình ta đẹp như mây cao sông mãi anh chẳng sao, cùng nhau ta sẽ cố gắng đắp xây tương lai. Anh và em luôn kề bên, sẽ mãi không rời xa. Thời gian có sóng gió cuốn lắm trôi mau, thì trong lòng anh vẫn mãi yêu một mình em thôi. Sẽ không để em phải buồn phiền, sẽ không để em phải cô đơn như đôi uyên ương huyền thoại. Để tình ta đẹp như mây cao sông mãi anh chẳng sao, cùng nhau ta sẽ cố gắng đắp xây tương lai. Anh và em luôn kề bên, sẽ mãi không rời xa. Xì xăm đôi mình nhìn tụi nó tinh bể bên à. Nhậu sáng đêm rủ 5 lít bia 50 lon, đóng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chỉ cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình bên em luôn luôn có anh, thêm một câu luôn khi yêu là cười.
Diêu Quý Tộc, họ nhà gái chương trình Diêu Quý Đông. Nghĩa là hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm Quý Mão 2023, họ nhà trai chúng tôi mới đến xin trình cái lễ tấn lễ và phẩm vật. Trong đó phẩm vật thì gồm có bốn hông và rượu, bánh và nhân dân. Chương trình Diêu Quý Đông cũng là biết nhau giữa độ trăng tròn, nhớ nhau dưới biển mà trên non nữa vẫn tìm. Thương nhau thì mâm bánh buồng cau cũng nên duyên. Bên đường mến nhau ngay thật mà yêu thương ngỡ sớm chiều. Thương nhau thì ta biết để đâu chứ cho vừa từ vừa. Bà nội bà ngoại của cô dâu thì chú kể nhưng mà dân cũng cho bà nội bà ngoại của bà nhìn lớn kính luôn bà ơi, xin bà nhìn lớn kính cùng ly, bà cười tươi bà ơi, hai ba dạ. Dạ vô hai bà vô rồi như vậy thì bên đây bà nội của chú kể với bà Tư thì để thôi nữa mình về với bà nhé, rồi cháu kể với cháu kính bà của về chú kể với con dâu trên ruộng. Bà hủ đi nhiều quá. Rồi bây giờ cái phần không à, bây giờ bà hủ đi nhiều quá. Nhiều quá nói trước không nở sau không. Như vậy thì bây giờ ông bà đã xong, bây giờ đúng ra phần cô bác. Nhưng mà cô bác thôi bây giờ không, mình cho qua đi. Bây giờ đến phần cha mẹ nè. Cha mẹ hai bên thì chú rể, chú rể dân cho bà mẹ vợ một chung ngủ. Con ơn sanh thành dưỡng dục, hôm nay con cưới được con vợ thì dân cho mẹ vợ. Rồi một chung nữa đưa cho mẹ của hai bà xui đúng. Xin mời hai chị xui cũng ly luôn ấy chị. Dạ xin mời nhìn lại ống kính luôn à, cười cũng luôn. Luôn hai ba dạ uống cạn luôn, hai chị xui uống cạn luôn, hai mấy lần uống được ly rượu này mà uống cạn luôn à. Rồi con bước tới con góp hai chung nữa đó. Đúng rồi, dễ gì, hai mấy năm uống rượu này là hai mươi mấy năm mới được uống phải không? Còn ngày hai mấy năm con đi một chung rượu kỉnh bà nội bà ngoại gì cũng được, một chung kịch cha. Xin mời bạn. Uống mà nó chỉnh này. Mời. Dạ xin mời cả. Xin mời. Dạ xin mời cùng ly luôn ạ. Dạ xin mời nhìn lớn nhất luôn. Chú bữa nay kêu nghe cũng như con rồi. Dạ. Với quý tộc hai họ, chúng trình với ông và quý bà. Thì cái buổi lễ hôm nay đó thì đến đây thì bây giờ là tôi xin trình cái lễ là trước khi cô dâu ra để chào hỏi ông bà cô bác họ hàng hai bên và tiếp thế là trình cái lễ họ nhà trai chúng tôi trình cái lễ lập xong cho trước khi cô dâu về nhà chồng để chỉnh ông bà của huyện ông bà. Đúng. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em dìa với anh. Hết rồi áo kim áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tai không, tình nghèo trên sông bờ.
bông bình gieo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng, đồng lòng tác cạn biển đông. 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 Em ơi, hai vợ chồng mình nhớ thương nhau suốt đời nghe em. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà đậm đà lứa. Thì chú dâu, chú rể và cô dâu chuẩn lễ chủ quyền đã xong, cái lễ đọc xong, lại chủ quyền đã xong. Bây giờ tôi xin góp câu chuyện vụ lễ để trước là cái trình với quý ông, quý bà, họ nhà gái trình cái lễ là thân nín và rước dâu. Rước dâu thân nín thỉnh họ nhà gái để đi đưa dâu. Quý ông thỉnh tập họ nhà gái, quý ông và quý bà và cô bác anh chị em có lễ hôm nay để đưa cô dâu về, trước là về nhà bên chồng và hai nữa là về bên họ nhà trai chúng tôi để dùng cơm và tiệc rượu thân mật cho có phần long trọng. Hay quá rồi, dạ chàng phát tay luôn. Bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trọng, mong cho mai sau ta luôn bên nhau. Thương thì nói là thương, là em nói nghe
hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non veo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà, nhà ai có ông rể quý, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm cau đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình tính tính đi. Đón đôi ta
giờ là đây ngày lành tháng tốt giàu khô ta sắm duyên trăm năm tơ hồng. Hôm nay đám cưới đôi mình xuôi gia lòng vui hớn hở tình anh như nước dâng trào tình em như lụa đào tắm hương rộn ràng trong tiếng ca vang hai bên xuôi gia rộn ràng chúc mừng cho đôi uyên ương bắt đầu trăm năm tơ hồng xe bắt đầu trăm năm tơ hồng xe. Bầy con ngoan để thành hôn cho hai cháu đó là chú rể là Quốc Tấn và cô dâu là Ngọc Đào để trước khi họ nhà trai chúng tôi để làm lễ gia đình là tôi xin trân trọng kính mời ông bà con bác có mặt trong buổi lễ hôm nay mình ngồi vào bàn để dùng ghế gia đình họ nhà trai chúng tôi một chung trà và miếng bánh đối gia đình họ nhà trai chúng tôi xin kính mời quý ông và quý bà nhà cô bác có mặt trong buổi lễ hôm nay xin trân trọng kính mời. Hôm nay có con thuyền tình ở trên làng mình lứa sông trong hào hứng hôm nay có anh trai làng đón cô dâu về tròn tình phu thê người khen người ngó người mê trai tài gái sắc đẹp tình lứa đôi hôm nay xóm mình đông vui bìa thư ao mới cập kê đi mừng vui hôm nay có đôi mẹ hiền nắm tay dịu dàng với hai cha già quý du quy pháo hoa rộn ràng múa lân sập sình nhạc tình ngày xuân này cô tư anh tám làng trên sao cô để ảnh đợi mình quá lâu hôm nay chúng mình gặp nhau tình làng nghĩa xóm họ hàng ta hết ly ông bà còn hiện về như vậy thì đây là ông nội ông nội và ông ngoại không có thì bây giờ đây còn bà nội bà ngoại dùng coi vô buổi lễ cho hai cháu mời hai bà em. Dạ xin mời hai bà nhận chung cuộc mời nhìn lên kính mời hai bà nhìn lên bái thưa con nhìn lên bái mời hai bà ơi hai bà nhìn thấy rồi ai quá rồi dạ hai bà uống luôn dạ vô rồi dạ cho chàng pháo tay rồi
nhận quà của bà luôn hay em ơi. Chào chào lên tay hay em nhận quà của bà. Nhận bao thơ. Rồi mời bà nào mời luôn. Dân rượu mời. Dân rượu, dân rượu mời mấy ông em. Mời mời mấy ông. Mời. Rồi mời ông lên đây luôn, hai ông uống rượu luôn. Dạ. Yeah. Rồi chúc phúc luôn. Dạ. Dạ làm luôn, dạ. Rồi dạ. Như vậy thì cái giai cấp ông đã xong. Bây giờ tính phần là ai là bác của chú rể và cô dâu. Bác xui, bác chú cậu dượng nói chung là hướng về khai lễ, dù tôi chung cũng lễ, là hai cháu cũng lễ. Rồi mời bác đây luôn em, mời chung rượu mời. Một lần nữa ai là mời bác, mời bác. Hai bác uống rượu luôn. Dạ. Rồi mời chú luôn em, mời chú luôn em. Mời. Rồi mời luôn. Rồi mời thím luôn em, mời. Đây chị ơi, chị ơi, phan phan. Chị anh đang đứng trái trái đó anh. Đây. Rồi dạ. Rồi dạ. Bà Tư lo nhiều chuyện. À, bà Tư là chị thấy bà Tư là ông đại diện là để với bà trước đó. Rồi vô cô ơi, uống luôn rồi. Rồi uống, uống dạ cho chàng phát tay luôn à, uống cho chàng phát tay dạ. Rồi vậy thôi bà Tư hưởng ứng xá luôn ha. Cho bà Tư xá luôn. Bác cô dì vợ thiếu của chú rể và cô dâu hướng về khai lễ dùng cơm chung lễ cho hai cháu để lễ. Bác cô là gia cấp bác, bác của chú rể, bác thiếu vợ dì cô cậu cô dượng. Thì có chị. Như vậy là một lần nữa ai là bác xui bác kiếm cô gì mở của chú rể và cô dâu hướng về lễ uống chung lễ dùng chung lễ cho hai cháu về lễ.
rồi. Con cá 200, cá 200. Như vậy thì bằng các chú còn dưỡng đã xong. Đến bằng chú rể và con dâu chỉnh cha mẹ cô bên con hơn sắp thành chú chuột. 9 tháng của ban 3 năm còn ẩm thì chuyện hôm nay là chú rể và con dâu là hai cháu cha mẹ cô bên để trở về ra hát cho hai cháu được là tạo lập gia đình cho hai cháu trong năm hạnh phúc. Cha mẹ cảm ơn cha mẹ dạ dày thì hôm nay để chú rể và con dâu chúc cho chú buổi lễ để trước là ông bà cha mẹ hai cháu chú rể chú rể đi về chung cùng và con dâu ăn bộ để chú rể mẹ cha ai cho ta đời ấm yên, ai tạo cho ta hình hài, ai người sớm hâm bú bơm. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai người lo dựng tương lai, cùng cha nghĩa mẹ sâu dày, nên con còn có ngày này. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha. Ai cho ta đời ấm yên, ai tạo cho ta hình hài, ai người sớm hôm bú mơm. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai người lo dựng tương lai, công cha nghĩa mẹ sâu dày, nên con còn có ngày này. Cho ta đời ấm yên, ai tạo cho ta hình hài, ai người sớm hâm bú bơm. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai người lo dựng tương lai, cùng cha nghĩa mẹ. Để cha mẹ vừa xong đến bằng ai là bạn bè của chú rể và cô dâu hướng về khai lễ dùng cơm chung buổi lễ cho em đó, hai em nó bình lễ hoặc là nếu mà bây giờ không chưa có thì một hồi nữa ra còn là người chú rể và cô dâu để tiến thầy là hello. Hai ba. Rồi, dạ. Dạ. Rồi. Trước là gia tiên và sau đó là ông bà còn hiện tiền. Cô bác có mặt đầy đủ không? Buổi lễ hôm nay thì như vậy là đến đây xin kính trình những ông quý bà và cô bác anh chị em buổi lễ hôm nay kết thúc và diễn cho gia đình mọi nhà trai là cháu dọc đây là cháu dọc đó là trước hết là kính mời ông bà cô bác hai họ anh chị em có mặt trong buổi lễ hôm nay để mình xã hội 5 phút rồi bước ra nhà vệ sinh trường với gia đình mọi nhà trai chúng con một tiệc cụ và bước cơ thân mặt cho có bà cô bác xin kính mời kính mời đó gia chàng hoa ta. Tiệc rượu tưng bừng, ba má thật vui mừng. Họ hàng ai cùng chúc trăm năm bền lâu. Khi ba gia má gật đầu chúng ta thành đôi. Dù vì em sẽ là cô dâu của anh. Ngày về chung nhà, hai đứa yêu thật thà. Một hai ba càng hớt đi bia ngày vui. Ông ta buộc dây duyên tình chúng ta từ đây. Giờ mình là của nhà.
coi một ngày trời rốt mục. Em là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời. Anh nắm tay em đi giữa biết bao người. Bạn bè say sưa trao lời mong chúc phúc. Bà má họ hàng cùng vui mừng hết mực. Trao những món quà để làm của hồi môn. Thử hỏi trên đời còn gì mãn nguyện hơn. Giờ phút chúng mình đều đáp trần đồng ý. Kỷ vật kết đôi trái tim và lý trí. Từ giây phút này mình đã thuộc về nhau. Chẳng cần hứa rằng đến răng long đầu bạc. Chỉ cần nguyện lòng sẽ mãi mãi bên nhau. Hơi thở cuối cùng tay vẫn nắm chặt tay. Chỉ cần vậy thôi em vô cùng hạnh phúc. Yeah. Ba má thật vui mừng. Họ hàng ai cùng chúc trăm năm bền lâu. Khi ba gia má gật đầu chúng ta thành đôi. Dù vì em sẽ là... Chào mừng tất cả quý vị hạnh phúc cùng công viên nghe họ có mặt trong buổi lễ thành hôn của chú rể Trần Quốc Tuấn, thanh niên cùng cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Đào. Lễ đầu tiên cho phép ấy chi xin được thay mặt gia đình chủ ngôi cùng âm thanh ánh sáng Minh Nguyệt xin gửi đến tất cả vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. À dạ vâng, kính thưa vị, hôn nhân luôn là một lời hứa cao đẹp trong tình yêu. Bởi vì khi yêu, chúng ta thường hay mơ mộng. Anh còn son, em cũng còn son. Ước gì hai ta được làm con một nhà. Anh về theo mẹ cùng cha, mang chồng mang rượu sang nhà em chơi. Nếu mà cha mẹ dứt lời, em xin tự ý cùng chàng nên duyên. Và người con trai cũng có thể nói với người con gái rằng anh về cúc cốc trồng cao, cho em kiếm một cây trồng kế bên. Chừng nào cao nọ lớn lên, chầu kia kết lá thì mình nên duyên vợ chồng. Và ngày hôm nay đây, niềm mong ước đó, niềm mong đợi ấy cũng đã đến với Quốc Tuấn và Ngọc Đào. À vâng, thưa quý vị, sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau, được sự quý và nhất trí của hai họ, hai bạn đã chính thức chọn ngày hôm nay là ngày 10 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt để về chung một nhà. Và ngày hôm nay đây, mừng thay duyên nợ trời ban, vượt lon chấp cánh cho mình nên duyên. Hãy chị xin bởi vì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón và gặp gỡ đôi lưu hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay lên sân khấu đi ạ. Xin mời chú rể Quốc Tuấn cùng nắm tay cô dâu Ngọc Đào mình bước lên đến đài hoa hạnh phúc đi ạ. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ cũng đã có anh là con. Chúng ta đã chỉ đứng đôi lưng vòng tay chân tay, ra từ tay bước lên đến đài hoa hạnh phúc. Cảm ơn những chàng đón hai với tất cả người dân trong nhà chúng ta là. Và vâng, thưa quý vị ơi, vậy có được ngày vui hạnh phúc và trọn vẹn như hôm nay thì không thể nào không khác đón công ơn công như trời biển thì có đón sân hồng biển động và vì nông con công lớn kính gọi gã chồng cho con, đó là bổn phận, là trách nhiệm nhưng cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của những bậc làm cha và làm mẹ. À vâng, mời thành phần đại diện chủ hôn hai họ ấy chị xin được trân trọng kính mời đại diện chủ hôn họ nhà trai đã sân thân của chú rể ông Trần Văn Trọng, bà Lâm Thị Hồng Nhung, hai người là đại diện chủ hôn mọi người trai một trang phát tay cho họ nhà trai chúng tôi đi ạ. À dạ vâng, và tiếp bước từ đó thì không kém phần sang trọng và lịch lãm thì xin được mời đại diện đại diện chủ hôn họ nhà gái ạ. À Dương Ngọc Hoài Tam mà Dương Hoài Tam là đại diện chủ hôn họ nhà gái, một trang phát tay cho đại diện chủ hôn họ nhà gái chúng tôi đi ạ. À, xin mời mọi người nhìn lên kính luôn ạ. À, chúng ta kính thưa quý vị, sự kiện trên sân khấu của chúng tôi lúc này đây. Nhà gái hân hoan mừng rỡ quý, nhà trai hớn hở đón vui nghi. Hai bên cha mẹ xung quầy, anh đi làm rể em về làm dâu. À, vâng, sở hữu tất cả vị quan khách trong buổi sáng ngày hôm nay đó là niềm vui, niềm vinh dự đối với gia đình chủ hôn chúng tôi. Không biết nói gì hơn thì đại gia đình chúng tôi xin được có một lời chào cúi đầu tri ân tất cả vị quan khách. Và xin đáp lại bằng một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời chúc mừng hạnh phúc ạ. À. Lời chào cúi đầu của đại gia đình xin phép
đại diện chúng em hai họ cùng với cô dâu chú rể cho phép MC xin được thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn với tất cả quý quan khách đã kính chúc tài năng quý báu của mình đã lên tham dự buổi tiệc chung vui cùng với gia đình trong lúc gia đình tiếp đãi cũng như tiếp đón có điều gì sơ suất mong tất cả quý vị hãy vui lòng bỏ qua cho chúc cho tất cả quý vị có một buổi tiệc vui vẻ và ngon miệng. À vâng, và anh chị cũng xin được thay mặt và ban viên hai họ cùng với âm thanh ánh sáng minh nguyệt xin được chúc cho chú rể Quốc Tuấn luôn giữ vững phong trào chiếc chèo lái công việc hạnh phúc cập vào bờ bến hạnh phúc thật là trọn vẹn cùng với cô dâu Ngọc Đào mãi mãi trẻ trung xinh đẹp xứng đáng là người vợ hiền dâu đảo và xin được chúc cho hai họ ngày càng bền chặt mối tham gia vững chắc tình tâm ạ. À vâng, thưa quý vị, hôm nay miếng trời là đầu câu chuyện thì ngày vui thì không thể nào thiếu gì rượu mừng đúng không ạ? À chính vì vậy chúng tôi cầm mời chú rể Quốc Tuấn cùng nắm tay cô dâu Ngọc Đào đồng tính đến tháp ly để cùng bắt ốc xe băng cùng người yêu thương và cụ thể là hồng trang lên những duyên sự chính cho cha và mẹ. Chú rể nắm tay cô dâu này. Chú rể mời cô dâu chú rể chúng ta ghé đầu vào nhau nha và nở nụ cười thật là tươi đúng rồi. Giai đoạn này chú rể mình hôn nhẹ lên bờ má của cô dâu để có được sự tin tưởng. À vâng, chung tay ta rót rượu hồng, tình chồng nghĩa vợ mặn nồng có nhau, như dây chầu quấn lấy nhau, chúc cha tặng bên nhau trọn đời. Chúng ta sát đầu vào nhau chút xíu được không nhé? Mở cái chị. Dạ, một chàng vỗ tay đi ạ. Rất là thành công ở trai đội thứ hai nha. Rồi trai đội này thì cô dâu mình hôn lại và má chú rể nha, vì có qua thì phải có lại ạ. Anh cần tay em rất xung quanh, chúng ta đã thấm lại thêm lòng, hai ta chung một tấm lòng, thủy chung chung thủy trọn đời với nhau. Sau khi video chú rể đốt xong cho đội thứ hai, xin mời hai bạn trở về trung tâm khu báu để dâng lên những nguyên dự kiến cho cha và mẹ như cho lời cảm ơn. Nhờ các cha và mẹ mà chúng ta có được ngày vui hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay. Vì đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai phủ bằng cha. Nước biển mênh mông vân vân đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính con cha. Dù cho gian trận cuộc đời cũng không bắt đẩy con người của ta. Cha và mẹ nhận ly rượu kính này của con, từ đây chính thức mình vui. Chỉ chung con để cùng cha, chỉ nếu cho mẹ cùng đôi ta chỉ cùng. Chúng ta hãy mang những ly bia và những ly nước ngọt lên đi ạ, để cùng 1, 2, 3 chúc cho tình nồng, không gian gia đình mãi về sau được thắt chặt và vui vẻ như ngày vui lành hôm nay đi ạ. 1, 2, 3 chú Hồng mọi nhà trai và bên nhà gái mình tiến lên một bước để cùng bắt tay nhau và chụp một bức ảnh lưu niệm mà và trở thẳng vào bàn tay cạnh nhạc luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị dâu chú rể sửa và giữa chúng ta đã xấu đã được chứng kiến cái nụ hôn này. Nhưng mà ngày hôm nay là sự chứng kiến của các đại vị của anh cùng con gái hậu cũng như cha mẹ hai bên. Thì cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau cái nụ hôn ngọt ngào này để nói lên tình yêu của hai bạn từ đây và mãi mãi về sau. Lúc nào cũng vui vẻ và ngọt ngào hạnh phúc như nụ hôn ngày cưới hôm nay được không ạ? Cho nên ở dưới mình vỗ tay lâu lâu để cho cái hôn càng sâu ạ. Khi nào dưới luôn vỗ cho đây được luôn hôn nhé vậy. Chứ chưa luôn vỗ cho đây luôn hôn rồi bắt buộc phải tới chiều. À vì ngày xưa như mới yêu nhau có được hôn một chút mà sao tẹn thùng. Và ngày hôm nay thì cả thành vợ thành chồng rồi thì xin hãy hôn lên như thế này có thể là bước không ạ? Thành vợ thành chồng nó hôn môi chứ không hôn chỗ nào hết vậy.
vui quá xa là vui. Nhà trai bên gái ai nấy cũng thật tươi. Ngày xuân qua lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xưng lứa là vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên dài lâu. Ô vui quá xá bà con ơi, nhà trai thì hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùm dậy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy tám, tôi tính năm nay cưới luôn cho thằng sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh làm xui luôn. Ông xui đang nói với bà xui, dâu với rể hiền xưng lứa là vừa đôi. Ngày nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương tròn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chinh nguyên phơi. Lộc là một bé trai ngoan thật ngoan. Bên gái ai nấy cũng thật tươi. Ngày xuân qua lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xưng lứa là vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên dài lâu. Ô vui quá xá bà con ơi, nhà trai thì hăng hái kìa, bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùm dậy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy tám, tôi tính năm nay cưới luôn cho thằng sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh mừng xui luôn. Ông đang nói với bà xui, dâu với rể hiền xứng lứa thiệt là vừa đôi hen. Ngày nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Một bé trai ngoan thật ngoan, sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai ngoan thật là ngoan. Ô vui quá xa là vui, ô vui quá xa chị hai ơi, ô vui quá xa anh Tư à, ô vui quá xa bà con ơi. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê đất con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng màu đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con em nhất làng ngoài. Tiếng vàng đồn ăn công tử
lại gái sắc đám cưới. Tình đó năm nay xin nhớ thế nào? Còn nhiều chàng trai ước cao chỉ còn tình nghĩa với nhau. Điều hay tắt đầu mọi lời đắm lên giấc. 12 con sáng anh bay ở tận tay biết mùi lòng. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo? Người ta cũng bao lớn ra nghề thế nào? Anh ta phải từng ba mươi mấy bén lắm. Sẽ biết ngay chẳng ai xa lạ chúng ta đây. Tài năng sinh đôn như anh thật vui quá trời à. Tình duyên đưa tới em ơi nhìn không rời. Giờ thì ngày cưới sẽ vui, nhiều thì đầy trái sẽ vui. Thế gian hay cười đâu lắm lâu cứ vui năm thì kéo lưới kéo dài, xây đắp cho ngày mai tương lai hai đứa. Em cây anh cây, cây lúa chờ ngày đơm bông. Thề nguyện trọn đời sắc son một lòng. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ dâng lâu. Thắm tình trầu cao, xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau gặp đời. Dâng lâu thắm tình trầu cao xin hứa anh
hồn nhiên dễ thương ngoan hiền, cho nhịp tim đập nhanh xuyên sao bồi hồi, khiến cho lòng anh đắm say vì em, động lòng ôm mối tương tư. Em đẹp xinh tựa như ánh trăng đêm rằm, em cười duyên mắt em long lanh dịu dàng, trái tim cuồng si chót thương trộm yêu, đêm nào trong giấc mơ cũng gặp em. Sao em đánh cắp trái tim của anh, cớ sao không về nhà lại vào trái tim anh. Ba mẹ anh muốn có con dâu, em là cô gái anh đang tìm bấy lâu. Say rượu bia anh sẽ cay, nhưng chót say em anh say một kiếp trai. Mây xanh kia còn có bầu trời, sao em đành lòng để anh sống đơn côi. Em ơi cho anh xin lỗi, chưa xin phép anh đã chót yêu em rồi. Thương em mà anh không dám nói, để đêm về anh thao thức canh thâu nè. Dẫu em vẫn còn đang dang dở, em hãy để anh che chở được không em. Gật đầu nè, đồng ý nhé, ok say yeah. Đẹp xinh tựa như ánh trăng đêm rằm, em cười duyên mắt em long lanh dịu dàng, trái tim cuồng si chót thương trộm yêu, đêm nào trong giấc mơ cũng gặp em. Sao em đánh cắp trái tim của anh, cớ sao không về nhà lại vào trái tim anh. Ba mẹ anh muốn có con dâu, em là cô gái anh đang tìm bấy lâu. Say rượu bia anh sẽ cay, nhưng chót say em anh say một kiếp trai. Mây xanh kia còn có bầu trời, sao em đành lòng để anh sống đơn côi. Say rượu bia anh sẽ cay, nhưng chót say em anh say một kiếp trai. Mây xanh kia còn có bầu trời, sao em đành lòng để anh sống đơn côi. Em ơi chúng ta về nhà, quyết định hôm nay ra mặt với ông bà. Hai ta đã đi bên nhau biết bao ngày rồi, chắc để hôm nay xem ngày lành tháng tốt thôi. Đưa lên trên xe hoa rước dâu về nhà, hai bên thông gia cho phép cưới luôn nà. Dự tính cho năm mươi mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hát ca tê. Ngày tân hôn cũng đã rồi ôi sao vui quá đi thôi, chùa tam lên đầu rồi mà thiên đường chẳng thấy đâu. Bà con ơi nhớ đi tới đúng giờ chấm năm, chỉ có một lần bỏ hết công việc cửa để đó mang tình sao. Mời cô dâu chú rể cúi chào hai bên thông gia đi nào, càng hết đi này để rồi chúng ta là của nhau. Ngày mai sau anh hứa chú toàn chăm lo cuộc sống an nhàn để gia đình này của chúng ta vững vàng. Chung nghe tôi nói nè, lễ tân hôn chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay cho cô dâu và chú rể cùng nắm tay đi lên trên sân khấu. Chúc hai bên được kết thành thông gia, được cây dâu bôi xong đến mặt tung hoa. Chúc đôi uyên ương được sánh bước cùng nhau nè. Trải qua ngày tháng mà chẳng năm bao thương đâu. Phép cưới luôn nà, dự tính cho hơn 50 mâm mướn thêm vàng nhạc, muốn càng thêm sung thì mời hắn ca tê. Ngày tân hôn cũng đã đến rồi ôi
hết ly này đầy rồi chúng ta là của nhau. Ngày mai sau anh hứa chu toàn chăm lo cuộc sống an nhàn đến gia đình này của chúng ta dịu dàng. Xin mọi người tập trung nghe tôi nói nạ lệ tân hôn chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay cho cô dâu và chú rể cùng nắm tay đi lên trên sân khấu. Chúc hai bên được kết tình thông gia, dù khi giao môi xuân đến mây tung hoa. Chúc bao uyên ương được sánh bước cùng nhau nà chạy qua ngày tháng. Xui ghê anh là dánh với em tính ra duyên của hai đứa hỏi hàng. Theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng. Tích tích tình tan không khí hôm nay rộn ràng. Thêm dắt con dâu về nên sớm chân sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi ngồi trước cái đế tao. Ra duyên tao mình theo cầu cao rất còn dâu ngoan về nhà.